Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, lũ lụt là một trong những thiên tai cực kỳ nguy hiểm. Dòng nước dữ dội, đủ mạnh có khả năng quét sạch toàn bộ thành phố khỏi bản đồ thế giới, gây nên những nỗi ám ảnh kinh hoàng cho con người. Không chỉ vậy, các trận lũ lụt kéo theo những hậu quả đáng gờm như nạn đói, bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm nguồn nước. Dòng nước lũ có thể phá vỡ toàn bộ hệ sinh thái, tác động đến kinh tế và đưa các xã hội tiên tiến trở lại thời kỳ đồ đá trong một tích tắc. Thế giới đã từng ghi nhận những trận lũ lụt kinh hoàng nào trong lịch sử? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại ngay sau đây. Tháng 4 năm 1931, lưu vực sông Dương Tử ghi nhận lượng mưa vượt xa mức trung bình, có nơi lên tới 60cm. Cuối tháng 7, nửa đầu tháng 8, những đợt mưa xối xả và không ngừng đã khiến nước sông Dương Tử tiếp tục dâng lên và đạt tới đỉnh điểm vào ngày 18 tháng 8 năm 1931. Do khâu kiểm soát yếu kém, nước sông tràn bờ làm vỡ các đê bao chắn và gây ngập trắng cả một vùng với diện tích rộng lớn. Đồng ruộng, đường xá, các làng mạc và thị trấn thuộc khu vực đồng bằng Châu Thổ bị ngập sâu, sông Dương Tử bị nhấn chìm trong biển nước. Cùng lúc này, nước ở hai ngọn sông lớn khác của Trung Quốc là Hoàng Hà và sông Hoài cũng dâng cao tràn bờ và gây ngập lụt các khu vực xung quanh. Các nguồn tin chính thức của Trung Quốc công bố tổng cộng có 145.000 người thiệt mạng vì lũ lụt do ba con sông, đặc biệt là sông Dương Tử gây ra. Sau nhiều nguồn tin độc lập thống kê, số trường hợp thiệt mạng trực tiếp và gián tiếp vì thảm họa cao hơn nhiều, lên tới 3,7 triệu người. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất thế kỷ 20. Bão Haiyan, Pakistan, ngày 8 tháng 11 năm 2013. Ngày 8 tháng 11 năm 2013, bão Haiyan được ghi nhận là trận bão nhiệt đới với sức gió mạnh nhất lên đến 315 km/h. Ngoài gây thiệt hại lớn về vật chất chưa đo đếm hết, thì số người thiệt mạng vì cơn bão này đã lên đến 6.340 người, số mất tích là 1.061 người và hơn 28.000 người bị thương. Đến nay, bão Haiyan vẫn được coi là trận bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Đây là trận bão gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất lịch sử khi nó đánh vào phần phía đông của Pakistan và phía tây Ấn Độ, dù với sức gió chỉ khoảng 200 km/h. Dù số liệu thiệt mạng chính thức được công bố vào khoảng 224.000 đến 300.000, nhưng các con số không chính thức cho rằng lên đến 500.000 người thiệt mạng. Bão Bola, Bangladesh. Tuần vừa qua, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cho 433 con sông trong nước khi mưa lớn liên tục tàn phá các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Nam của đại lục này. Tính đến ngày thứ hai, các trận mưa và lũ lụt đã khiến 141 người mất tích hoặc tử vong, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy, 38 triệu người phải sơ tán và tiếp tục vùi dập nền kinh tế thứ hai thế giới khi nước này vẫn đang cố gắng phục hồi hậu đại dịch COVID-19. Ngoài ra, theo truyền thông của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra ước tính lên đến 82,23 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 11,76 tỷ đô la Mỹ. Nguy hiểm hơn, đập Tam Hiệp, đập thủy điện trọng lực lớn nhất thế giới được cho là có thể làm tăng mức độ trầm trọng của lũ lụt tại Trung Quốc. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc nhiều khả năng sẽ gánh chịu thảm họa nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc khi đập Tam Hiệp khổng lồ nằm tại tỉnh này để điều tiết dòng chảy của sông Dương Tử. Trước mỗi mùa lũ, hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ xả nước để dành không gian chứa khi nước lũ dâng lên. Tuy nhiên, do việc xả lũ sớm cùng với mưa lớn kéo dài đã làm các nhánh của sông Dương Tử và vùng trung hạ du của con sông này bị ngập lụt nghiêm trọng hơn bình thường. Với việc đỉnh lũ thứ hai sẽ đến vào ngày thứ tư tới, nhiều khả năng đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục phải xả lũ để bảo đảm an toàn cho con đập. Điều này làm cho tình hình lũ tại Trung Quốc trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng Trung Quốc, những trận mưa như chút nước sẽ trút xuống các khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Vân Nam trong 24 giờ tới, khiến cơ quan này phải gia hạn cảnh báo vàng cấp độ 3 về mưa lớn. Ngoài ra, cảnh báo cam cấp độ 2 về lũ lụt ở các vùng núi đã được Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Thủy lợi ban hành. Tân Hoa Xã cho hay, các nhóm chuyên gia đã được cử đến Quảng Đông và Quảng Tây để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm giám sát thiên tai, tuần tra đê điều, hồ chứa và ngăn chặn lũ lụt.
các thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông bao gồm Quảng Châu và Chu Hải đã công bố kế hoạch đóng cửa các trường tiểu học và trung học cơ sở cũng như các phương tiện giao thông công cộng trước những trận mưa bão mạnh nhất năm 2023 gây nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất. Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng rằng với một cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn thiện hơn và sự chuẩn bị sớm, Quảng Đông khó có thể lặp lại thảm kịch Đại Hồng Thủy ở Trịnh Châu năm ngoái. Các nhà dự báo thời tiết ở Quảng Đông cho biết tỉnh này dự kiến sẽ có mưa lớn đến cuối tháng, trong đợt mưa có thể là mạnh nhất, rộng nhất và kéo dài nhất trong năm nay, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục hàng ngày ở một số nơi trong khu vực. Theo Hoàn Cầu Thời báo, hơn 50 cảnh báo mưa bão đã được đưa ra ở Quảng Đông, trong đó có 11 cảnh báo đỏ cấp độ 1. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát mưa bão, lũ lụt 4 cấp theo màu sắc, với cấp độ 1 màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh. Trong 2 ngày qua, gần một nửa số thành phố và huyện trong tỉnh Quảng Đông chìm trong những trận mưa như chút nước, không có dấu hiệu suy yếu. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Quảng Châu và Chu Hải, hai thành phố lớn của Quảng Đông, đã ra lệnh cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tạm dừng các lớp học, đồng thời khuyến cáo người dân làm việc tại nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết. Các tuyến xe buýt công cộng và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã bị đình chỉ. Chính quyền Quảng Châu cũng khuyến cáo người dân mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống trong 2 ngày để phòng, được thông báo và chuẩn bị đầy đủ. Nhiều người dân Quảng Châu nói đùa rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức họ vui mừng trước cơn mưa hơn là sợ hãi, bày tỏ niềm tin và phản ứng nhanh chóng của chính quyền trước những rủi ro tiềm ẩn. Giải thích về lý do cơn mưa lớn bất thường ở Quảng Châu vào thời điểm này trong năm, Wang Wenchen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, thông thường gió mùa của Trung Quốc là từ Thái Bình Dương mang theo một lượng lớn hơi nước, khi không khí nóng và ẩm gặp không khí lạnh từ phía Bắc nước này sẽ tạo thành mưa lớn. Quảng Đông và Quảng Tây của miền Nam Trung Quốc là cửa ngõ đón những đợt gió mùa như vậy, do đó lượng mưa sẽ tương đối lớn về quy mô và số lượng. Ông Wang Chenzhen lưu ý rằng thông thường mùa mưa bão ở Trung Quốc xảy ra vào tháng 6 và tháng 7, nhưng năm nay lại xảy ra sớm hơn. Nguyên nhân là do các front lạnh ở các vùng phía Bắc Trung Quốc tồn tại lâu hơn và mạnh hơn những năm trước, tràn xuống miền Nam và gặp gió mùa. Các khu vực cấp tỉnh khác ở Nam hoặc Tây Nam Trung Quốc như Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu đã chìm ngập trong những trận mưa như chút nước. Theo dữ liệu của thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, lũ lụt cho đến nay đã ảnh hưởng đến 6.418 người. Tuy nhiên, ông Wang tin rằng các tỉnh miền Nam nước này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt như vậy và các cơ chế ứng phó khẩn cấp đã tương đối hoàn thiện ở đó, nên khó có khả năng đợt mưa lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn như những gì Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua vào tháng 7 năm ngoái. Đợt mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích ở Hà Nam, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỷ nhân dân tệ, khoảng 17,8 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, cơn bão thứ 3 trong năm 2023 đang tiến sâu vào lục địa Trung Quốc sau khi đổ bộ khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông. Các đoạn video do các hãng truyền thông địa phương đăng tải cho thấy gió lớn, nước ngập đường phố, đường dây điện bị đứt, cửa sổ rơi và người dân chèo thuyền đến nơi an toàn ở các thành phố bão đi qua. Hoàn Cầu Thời báo cho hay bão số 3 là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Trước và trong khi bão xuất hiện, các thành phố ở miền Nam Trung Quốc như Hải Nam, Quảng Tây và Quảng Đông đã sơ tán và di rời tổng cộng hơn 92.000 người. Cơ quan Quản lý Khí tượng Trung Quốc CMA cho biết bão Chaba đang di chuyển về phía Bắc nhưng dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu trong những ngày tới. Bão số 3 hình thành ở Biển Đông và có những đặc điểm nổi bật, bao gồm cấu trúc không đối xứng, di chuyển chậm và thời gian ảnh hưởng dài. Nhật báo Khoa học và Công nghệ dẫn lời Quan Kim Feng, nhà dự báo hàng đầu của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, sự phân bố gió và mưa dưới ảnh hưởng của loại bão này có xu hướng không đối xứng và đường đi có xu hướng thay đổi, gây khó khăn cho công tác dự báo. Những cơn bão như vậy rất dễ kết hợp với các hệ thống mây gió mùa để gây ra lượng mưa trong thời gian dài. Trong những ngày qua, bão số 3 đã gây ra ít nhất 3 trận lốc xoáy ở Quảng Đông. Cơ quan kiểm soát hạn hán và lũ lụt Trung Quốc vào tối qua đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và bão lên cấp độ 3.
gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9 sẽ vẫn hoạt động ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc từ chiều mai đến chiều ngày tiếp theo. Mưa lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực của Quảng Đông, Quảng Tây và tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc. Vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng nay, hệ thống quan sát phát hiện dây neo của cần cầu nổi đã bị đứt khi đang neo đậu tránh bão Cha Ba ở vùng biển gần thành phố Dương Giang, khiến cần cầu nổi sau đó bị chìm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình lũ lụt ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.